Tối ngày 28 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Tường Đê đã tổ chức thành công đêm truyền thông, tuyên truyền kiến thức pháp luật, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Nội dung tuyên truyền tại đêm truyền thông tập trung vào các văn bản như Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thanh niên, Luật Bình đẳng giới, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Giao thông đường bộ. Các kiến thức về pháp luật được tuyên truyền khéo léo dưới nhiều hình thức hấp dẫn, dễ hiểu như tổ chức thi giữa các đội bằng việc bốc thăm trả lời câu hỏi của ban tổ chức. Trong đó có các câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật và các câu hỏi xử lý tình huống cụ thể. Thi tiểu phẩm tuyên truyền và nghe cán bộ đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an huyện trực tiếp tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan đến luật giao thông đường bộ về xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn trong lĩnh vực giao thông.